Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại mới về một cái mẫu xe Toyota Camry 2.0G nhập khẩu nguyên chiếc, có thể nói được đánh giá là rất mới vào tại thời điểm Hà Nội và thời điểm hiện tại. Xe đang có mặt tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Ô tô Đức Bền Đức Thiện, số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xe thì quý anh chị em và các bạn có thể thấy đây, cái mẫu xe này thì mới về, chúng tôi cũng chưa kịp dọn dừa gì cả. Tuy nhiên thì theo quan điểm tôi thì tôi sẽ lên sóng cho quý anh chị và các bạn để anh chị em có thể thấy được cái mộc, xe mộc như nào. Và khi sau khoảng tầm một ngày thì chúng tôi sẽ dọn rửa, vệ sinh lại một số, ví dụ đánh bóng lại hoặc là vệ sinh lại nội thất các bạn nhé. Camry 2.0G nhập khẩu mới chiếc các bạn nhé. Nhập khẩu mới chiếc. Xe thì được đánh giá là rất đẹp tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cực kỳ đẹp các bạn nhé. Đây anh chị em có thể thấy đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị là 6,5 lít trên 100 km, trong đô thị là 10,23 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 7,88 lít trên 100 km các bạn nhé. 7,88 lít trên 100 km. Rồi anh chị em có thể thấy đây, khi mà quý anh chị em các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, dù có mới đến đâu nhưng là xe đã qua sử dụng thì các anh chị em vẫn phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố chính. Một là xe có bị tai nạn hay không, hai là xe có bị ngập nước hay không, ba là xe đã bị tháo cổ máy hay chưa, và bốn là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không. Thì đấy là những yếu tố rất là quan trọng các bạn nhé. Đây, xe này gần như đẹp như mới, như mới các bạn nhé. Theo chỉ này. Camry 2.0 các bạn nhé. À, 2.0 đẹp như mới. Đây anh chị em ơi, có thể thấy đây, cốp sau mở này. À, ấn giữ mở cốp sau các bạn nhé. Đây, lốp dự phòng này. Mới lắm các bạn. Lốp dự phòng chưa hạ các bạn nhé. Lốp này. Lốp chưa hạ một tí nào các bạn nhé. Đấy, như mới luôn các bạn. Đây, hàng ghế đây. Theo chỉ. Hàng ghế sau các bạn nhé, hàng ghế sau này. Rất là mới các bạn nhé, cực kỳ mới. Ghế này, hàng ghế thứ ghế hàng ghế trước là chỉnh điện này, ghế sau chỉnh điện này, cực kỳ đẹp các bạn nhé. Nội thất được đánh giá như mới các bạn nhé. Xe này bảo dưỡng là Toyota Thanh Hóa này, mới bảo dưỡng 5.000 km này. Xe đi có 5.000, chưa đến 5.000 cây. Đây nhắc bảo dưỡng 5.000 cây này, nhắc bảo dưỡng các bạn nhé. Đấy, xe đi chưa đến 5.000 km. Đấy, chưa đến 5.000 km các bạn nhé. Đây, xe cực kỳ mới. Động cơ chúng tôi cũng không cần phải quay cho các bạn đâu nhé. Đây, chế độ gương điện ô tô này, cân bằng điện tử này, đầy đủ hết các bạn nhé. Anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng này á thì cứ alo cho tôi nhé. Xe này các bạn mua thì có thể tiết kiệm so với xe mới khoảng tầm đôi trăm triệu các bạn nhé. Bởi vì xe mới giờ là 1.026 tỷ, còn đăng ký vào 1.150 tỷ. Đấy, cái mẫu xe này thì các bạn có thể tiết kiệm được cỡ khoảng từ 100 đến 200 triệu. Đấy, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.